Hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với video hôm nay của kênh Soso TV. Lời nói đầu tiên xin kính chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe. Tiếp tục Soso sẽ cập nhật một số thông tin trong ngày hôm nay cho cả nhà biết nhé. Hôm nay thì bé út Phạm Thiên Ngân vừa chia sẻ uh, link một cái uh, kênh YouTube. Đây là kênh YouTube của em gái ruột của uh, bé út Thiên Ngân. Cô bé này tên là Mỹ Ngọc và bé đang hiện học năm thứ hai của một trường đại học à về du lịch. Thì bé Ngọc vừa có một cái vlog tức là một cái video đầu tiên trên kênh của bé. Đó là giới thiệu về một ngôi chùa khá nổi tiếng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự nằm kế bên cạnh nhà hát Hòa Bình ở đường 3 tháng 2 quận 10 nha mọi người. Thì đây là em gái kế của Thiên Ngân, cũng như Thiên Ngân từng chia sẻ, em ấy có thêm một người em gái nữa đang học lớp 11 và một người em trai út nữa đang học lớp 7. Tính ra trong gia đình Thiên Ngân có bốn anh chị em và Thiên Ngân là chị cả. Nên Thiên Ngân cũng rất cố gắng chăm chỉ học hành, bên cạnh đó cũng nỗ lực để có thể kiếm thêm thu nhập trang trải việc học của Thiên Ngân. À, và như Thiên Ngân chia sẻ à, với à, báo giới truyền thông Trong buổi họp báo à, về show giáo ấn Cung tơ Hòa Điệu Thì em ấy à, cũng có ước mơ là sẽ lo lắng được cho cha mẹ Nhưng mà hiện tại thì còn nhỏ Nên em cũng tự cố gắng chăm lo những cái chi phí của cá nhân Nếu mà có à, thu nhập hơn nữa Thì Thiên Ngân chăm lo cho các em của mình Và hôm nay thì à, trên trang Thúy Nga Paris By Night Chính thức có bài viết là trung tâm Thúy Nga đã mời ca sĩ Phạm Thiên Ngân tham gia vào show số 138 uh, show này nói về danh hài Hoài Linh chủ đề 30 năm sân khấu thì đây là một cái, th cái thông tin hết sức là vui và hôm qua mình cũng có cập nhật trong video để cho cả nhà cùng biết là Thiên Ngân cùng với tiết Nhung được vinh hạnh tham gia trong show này uh, phải nói là fan hâm mộ rất là hài lòng vì trước đó uh, khi chỉ có một uh, tên tuyết nhung được trung tâm mời và thấy trên poster thì mọi người cũng khá là chạnh lòng nên liên tục gửi những lời bình luận ở dưới trang của trung tâm thúy nga và trang cá nhân của cô thủy đề nghị là trung tâm nên tăng cường thêm bé thiên ngân và giờ đây khi thiên ngân được tham gia thì mọi người liền gửi những lời cảm ơn tới trung tâm thúy nga bên cạnh đó mọi người cũng rất hy vọng trong show tới thì cô thủy à trung tâm thúy nga à có thể mời cặp đôi Tiết Nhung với lại Sắc Long tham gia vì hiện tại sự yêu mến của fan hâm mộ dành cho cặp đôi này rất là lớn. Fan hâm mộ cũng còn một cái sự luyến tiếc à, nhẹ nhẹ đó chính là trong show 138 lần này thì Quỳnh Trang không tham gia do Quỳnh Trang cũng đã nhận các show khác trước khi chương trình này diễn ra à nên à, nếu mà Quỳnh Trang không có à, tham gia các show khác thì có thể Quỳnh Trang sẽ được trung tâm mời vào show này. nhưng mà mọi người bây giờ thấy Quỳnh Trang có sự tiến bộ ở trong con đường âm nhạc, có nhiều show hơn Thiên Ngân với lại Tiết Nhung cũng khá là mừng. Và mỗi khi Thiên Ngân với lại Tiết Nhung có show như vậy thì fan hâm mộ cũng gửi lời cảm ơn tới các bầu show nữa và do đó hy vọng ba người con gái của chị Hai sẽ có dịp tai ngộ khán giả hải ngoại trên cùng một sân khấu và đặc biệt à mọi người để rất nhiều những bình luận đề nghị ở trên trang của Thúy Nga Paradise My Nai là đề nghị Sắc Long với lại Tiết Nhung à, sẽ được trung tâm mời trong thời gian diễn ra các show sắp tới nữa. Và mới đây mình mới đọc được một cái bài báo à viết về cái show mà 12 tháng 10 vừa qua đặc biệt đó chính là tiết mục của nghệ sĩ thoại mỹ cùng với ba cô con gái của chị hai thì trong đêm nhạc này tiết nhung cũng đã tâm sự và trong tiết mục này cũng khá xúc động đã rơi nước mắt thì tiết nhung với lại thiên ngân cùng cô thoại mỹ quỳnh trang trong tiết mục này đã lấy đi nước mắt của người xem tại khán phòng rất là nhiều cũng như À, mọi người xem trên sóng uh, online à, trong cái tiết mục này thì cô thoại mỹ có chia sẻ tôi vẫn còn lân lân chưa xuống tôi rất vui khi được tham gia live show này điều tôi hạnh phúc nhất là được đồng hành cùng ba cháu con nuôi của phi nhung khi nhận được đề bài của ban tổ chức tôi rất phân vân vì phải hát làm sao để ba cháu cùng hòa quyện với mình và đưa các con lên tôi không thể hát nhiều quá phải nhường cho ba cháu để nâng đỡ ba cháu Lúc tập, tôi rất khó tính, kỹ tính với các cháu. Đối với nghề, tôi vô cùng kỹ tính, đã không tập thì thôi. Còn tập thì tôi phải chỉ dạy, truyền đạt hết lòng, hết tâm can của mình cho các cháu. Tuy rằng bây giờ mẹ Phi Nhung không còn bên cạnh các con nữa, nhưng nghề này thì phải học mãi, học hoài, học đến hết cả cuộc đời. Còn đi theo nghề là còn phải học. Ba cháu hiện giờ đang được khán giả yêu thương hãy lấy tình yêu thương đó của khán giả để trao dò nghệ thuật, rèn luyện thêm, đem đến những tác phẩm hay để không làm phụ lòng khán giả. Quan trọng hơn, mẹ Phi Nhung không gần các cháu nữa, nhưng các cháu cứ yên tâm, bên cạnh các cháu luôn có các cô, chú, đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ. Trong lúc đó thì Tiết Nhung đã bật khóc, nói Con cảm ơn cô Thuệ Mỹ hướng dẫn cho tụi con hát tân cổ và chỉ cho tụi con cách diễn xuất. Con không biết nói thế nào, Ngoài lời cảm ơn tới cô Thoại Mỹ Đặc biệt khi cô Thoại Mỹ hướng dẫn tụi con hát Cách cô chỉ dạy, truyền đạt giống hệt mẹ Phi Nhung Mẹ Phi Nhung hồi xưa mỗi lần dạy tụi con hát Đều rất nghiêm túc giống cô Thoại Mỹ lắm Nói xong thì Tiết Nhung gọi nghệ sĩ Thoại Mỹ là má Thiên Ngân và Quỳnh Trang cũng đồng thanh gọi má Thoại Mỹ à, Lúc đó nghệ sĩ Thoại Mỹ rất là hạnh phúc à, Cảm ơn các con rất nhiều Cô Thoại Mỹ hứa nếu trên bước đường làm nghề các con cần gì cô cũng sẽ trải hết lòng giúp đỡ. À, ca sĩ Thiên Ngân cũng đã bật khóc nói trong nước mắt. Nhìn cô thoại Mỹ còn nhớ mẹ quá. Riêng quản lý Diễm Phạm cũng có cái thông tin mới. À, chụp bức ảnh ở tại Buda Chay. À, nhân viên quán đang phục vụ cho các thực khách. Diễm Phạm chia sẻ buông bỏ cảm xúc quay về với hành trình phục vụ cơm chay, Buda Chay. À, tức là trong những ngày qua thì mọi người, nhất là quản lý Diễm Phạm, cũng còn cái cảm giác à, vui sướng khi show diễn thành công, cũng như được sống lại dưới ánh đèn sân khấu. À, cũng khá lâu rồi mới có thể có một cái show mà thành công, được khán giả yêu thương, rồi đâu đó những cảm xúc ngày xưa ồ về, lúc à, Tháp Tùng cùng với chị Hai đi hát, đi diễn, và phía sau Bức màn Nhung phải nói khá nhiều tâm trạng, vui có buồn có. Nói chung thì cảm xúc à, cũng sẽ làm cho mọi người à, không thể à, thoát ra được đến tận mấy ngày. Thì hôm nay Diễm Phạm chia sẻ tiếp công việc hiện tại là phục vụ cơm chay ở quán Bồ Đà chay, tiếp tục hành trình những việc chị Hai còn gian dở. Nói chung thì bây giờ mọi người à, đang trở lại với guồng máy công việc hàng ngày. À, nếu có những tin tức gì mới thì mình sẽ cập nhật cho cả nhà biết nhé